là cô gái hay mộng mơ. Xinh đẹp như sáng trần, người đã khiến tôi thần thờ. Cho ngày qua tôi thân thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng. Tôi qua một tàu ký hiệu 2D mặt bằng cửa đi hai cánh ở trang 75. Tôi mở Family 1A mặt bằng cửa một cánh kiểu 1. Sau đó tôi phái Cell A Family. Tôi đặt tên nó là 1B mặt bằng cửa hai cánh kiểu 1. Rồi tôi click vào Cell. Ở bước 2 tôi vào Family Type. Tôi hiệu chỉnh 14 chiều rộng thông thủy bằng là 1400. Sau đó tôi hiệu chỉnh công thức của C02 chiều rộng cánh, thì tôi đóng ngoặc hai cái, đóng ngoặc cái phần công thức đã có sẵn lại và tôi chia hai. Tuy nhiên á, thì khi chúng ta dùng cái phép tính chia, máy tính sẽ chậm hơn so với chúng ta dùng phép tính nhân gấp 60 lần. Cho nên thay vì chia hai thì tôi nhân 0.5, kết quả cũng giống như vậy, nhưng máy tính chúng ta sẽ chạy nhanh hơn. Trường hợp chia 3 thì chúng ta phải chấp nhận là chia 3 thôi. Còn những trường hợp chia chẵn á, chẳng hạn như chia 4 thì chúng ta là nhân 0.25. Sau đó tôi ok thoát ra ngoài. Bây giờ tôi hiệu chỉnh cái detail level là close. Chúng ta dời những cái kích thước này ra ngoài cho nó đỡ rối. Tôi click chọn cái đường vết quay mở cửa của Coast đây. Tôi delete nó đi. Sau đó tôi click chọn cái đường vết quay mở cửa của chế độ Medium và Fine. Tôi delete nó luôn. Tiếp tục tôi vào Family Type. Tôi hiệu chỉnh công thức C01 Coast chiều rộng cánh bằng 8 chiều rộng lỗ cửa nhân 0.5. Rồi tôi ok thoát ra ngoài. Cửa chúng ta ngắn lại như thế này đây. Tôi click chọn cái reference line, hai cái reference line của chế độ Medium và Fine. Tôi cũng ẩn tạm nó đi cho chúng ta dễ nhìn. Tôi ẩn những kích thước này đi cho chúng ta dễ nhìn hơn. Nhớ là chỉ ẩn thôi, không có xóa. Xóa thì nó mất control. Tiếp tục, tôi vào tab create, tôi dùng reference line, tôi vẽ một cái reference line xéo lên như thế này. Sau đó tôi đo kích thước từ reference line bên ngoài với cái reference line xéo vừa vẽ. Rồi tôi đo kích thước giữa reference line nằm ngang với reference line vừa vẽ. Tôi click chọn reference line, tôi điều chỉnh hai cái giá trị của nó bằng 0. Nó về cái vị trí ngay cái giao hai reference line như thế này. Tôi bóp cái ổ khóa của hai số 0 này lại. Sau đó tôi biến cái measure thành dimension. Tôi đổi cái label nó thành là C01 Cold chiều rộng cánh như thế này. Giống như bên này. Tôi vào tab create, tôi vẽ một reference line vuông góc với nó. Tôi dùng dimension, tôi đo một cái kích thước góc từ đây tới đây. Nó chưa vuông góc cho nên tôi click chọn cái reference line vừa vẽ, tôi hiệu chỉnh góc nó là 90 độ để cho nó vuông góc. Sau đó tôi bóp ổ khóa 90 độ lại. Tiếp tục tôi dùng một cái dimension angular. Tôi đo cái góc từ đây tới đây. Tôi click chọn kích thước góc và tôi đổi thành là C06 2D góc mở cửa mặt bằng như thế này. Tôi lôi kích thước ra bên ngoài cho nó đỡ rối. Bây giờ tôi click chọn cái cánh cửa close. Tôi dùng lệnh mirror big axis. Tôi mirror ngược nó qua đây như thế này. Sau đó tôi lo nó ra bên ngoài. Tôi dùng dimension angular. Tôi đo cái góc từ đây tới đây. Tôi cũng đổi nó thành là C06 2D góc mở cửa mặt bằng. Tôi cũng lôi cái thước góc ra ngoài cho nó đỡ rối. Sau đó tôi dùng lệnh align. Tôi align cái đầu nó vào đây và tôi bóp khóa lại. Tôi align cái thân nó vào đây và tôi bóp khóa lại như thế này. Tiếp tục tôi ẩn những cái đối tượng không cần thiết đi. Sau đó tôi vào tab create, tôi chọn công cụ là line. Tôi chọn công cụ vẽ trong Final Draw là center and arc. Tôi để cái subcategory nó là D4 vết quay mở cửa. Sau đó tôi vẽ một cái đường cong bằng center and arc từ đây kéo lên tới đây. Tương tự tôi cũng vẽ một cái đường cong center and arc từ bên đây kéo lên tới này như thế này. Tôi escape. Tôi click chọn đường cong này, tôi kéo nó vào đây và tôi bóp khóa nó lại. Tôi click chọn đường cong này, tôi kéo nó vào đây và tôi cũng bóp khóa nó lại. Bây giờ tôi hiệu chỉnh thử cái góc quay. Đang là 45 độ, tôi sửa thành 60 độ xem nó như thế nào. Đầu trên đã đúng rồi. Tôi trả nó lại là 45 độ.
Bây giờ tôi hiệu chỉnh cái chiều dài theo tường thành là 100, tôi liếc ra bên ngoài nó chạy theo như thế này. Tôi hiệu chỉnh cái chiều dài theo tường thành 300, tôi liếc ra bên ngoài nó cũng chạy theo ngay vị trí như thế này, là đúng như chúng ta mong muốn. Tôi trả nó lại là 215. Tôi liếc chọn hai cái đường vớt quay mở cửa vừa vẽ ở chế độ Close. Tôi liếc Edit Visibility Graphic Override. Tôi chỉ cho nó thấy trong chế độ Close, cho nên tôi tắt cái Medium và File đi. OK, thoát ra ngoài. Thì chúng ta đã tạo xong hai cánh cửa chế độ Close. Bây giờ tôi mở mắt kiến lên, tôi reset nó lại. Rồi tôi đổi cái Detail Level thành File để tôi tạo hai cánh cửa chế độ File. Tôi ẩn những cái đối tượng không cần thiết đi. Để cho chúng ta dễ nhìn, tôi ẩn cái đường Reference Line của chế độ Code đi. Nhớ là chỉ ẩn thôi, không có xóa, xóa nó mất Constraint. Tôi cũng ẩn cái ký hiệu trên mặt bằng của khung bao cửa đi. Sau đó tôi vào tab Create, tôi chọn công cụ vẽ là Reference Line. Tôi vẽ một cái đường xéo lên như thế này. Tôi dùng Dimension, tôi đo cái Reference Line ngay hàng cửa với đường Reference Line xéo vừa vẽ. Rồi tôi đo cái reference line nằm ngang với đường reference line xéo vừa vẽ. Tôi click chọn cái reference line, hiệu chỉnh hai cái giá trị vừa đo bằng 0. Sau đó tôi bóp khóa hai cái số 0 này lại. Tiếp tục tôi biến cái measure thành dimension. Tôi đổi cái giá trị nó là C02, chiều rộng cánh. Sau đó tôi dùng dimension angular. Tôi đo kích thước góc từ đây tới đây. Tôi click chọn nó và tôi gán nó là C06 2D góc mở cửa mặt bằng. Tôi lôi kích thước ra ngoài cho đỡ rồi. Rồi tôi dùng Reference Line. Tôi vẽ một cái Reference Line dung góc với nó như thế này. Tôi đo kích thước Angular giữa hai góc này, nó là 90 độ. Tôi bóp khóa nó lại. Ở bước 15, tôi vào tab Insert Low Family. Tôi Low Family 1E, ký hiệu một cánh cửa Medium. Tôi click Open nó ra đây. Rồi tôi vào tab Create Detail Component. Trong Property, tôi chọn cái Family là 1E. Rồi tôi gắn ra ngoài như thế này. Sau đó tôi click chọn nó. Tôi Edit Time. Ở đây chúng ta nhớ lưu ý cái chỗ cái thanh bản lề và thanh tay nắm. Bây giờ hai số nó đều bằng 100 hết, cho nên chúng ta không phân biệt được. Cho nên thanh bản lề tôi sửa thành 150. Tôi OK. Thì đây chỗ này là thanh bản lề, thì nó nằm ở trong cái cửa đây. Cho nên tôi dùng Rotate, tôi quay nó lại như thế này. Trong đây chúng ta gắn bản lề, còn ngoài đây là thanh tay nắm. Sau đó tôi dùng Dimension, tôi đo một cái kích thước góc từ đây tới đây. Tôi gắn nó là C06 2D góc mở cửa mặt bằng. Rồi tôi dùng lệnh Align, tôi Align đầu cái cửa vào đây. Tôi bóp khóa lại, tôi Align thân cái cửa vào đây và tôi bóp khóa nó lại luôn. Tôi dời cái kích thước góc này ra ngoài, chúng ta dễ nhìn. Tôi lấy chọn cái 1E, ký hiệu một cánh cửa medium kiểu 1 vừa mới gắn. Tôi Edit Time, tôi trả cái C03 chiều rộng thanh bản lề lại là 100. Rồi tôi Associate 01 chiều dày cánh với 01 chiều dày cánh. C02 chiều rộng cánh với C02 chiều rộng cánh. C03 chiều rộng thanh bản lề với C03 chiều rộng thanh bản lề. C04 chiều rộng thanh tay nắm với C04 chiều rộng thanh tay nắm. OK. Tôi cũng kiểm tra xem còn cái parameter nào chưa associate hay không. OK, thoát ra ngoài. Ở bước 17, tôi mới ẩn những đối tượng không cần thiết đi cho chúng ta dễ nhìn. Sau đó tôi dùng Line. Tôi chọn sub carry nó là D4 vết quay mở cửa. Tôi chọn công cụ vẽ là Center and Arc. Sau đó tôi vẽ một đường cong có tâm ở vị trí chỗ này đến đây và tôi kéo nó xuống như thế này. Tiếp tục tôi vẽ một đường cong có tâm ở bên này đến đây và tôi kéo nó xuống như thế này. Tôi Escape hết lần. Bây giờ tôi đi kiểm tra cái góc quay mở cửa đang là 45 độ, tôi sửa thành là 60 độ. Tôi click ra ngoài, nó chạy theo nhưng mà nó bị ló cái đầu như thế này, cho nên tôi cắm kéo nó ngược trở lại. Rồi tôi kéo nó vào đây, sau đó tôi bóp khóa nó. Đầu bên này cũng vậy, tôi nắm kéo nó trở ra. Rồi tôi nắm kéo nó vào trong và tôi bóp khóa nó lại. Tiếp tục tôi hiệu chỉnh thành 75 độ. Xem nó chạy theo hay chưa, nó đúng rồi. Tôi trả thành là 30 độ. Nó chạy đúng như chúng ta mong muốn, cho nên tôi trả lại 45 độ như cũ.
Ở đây tôi mới hiệu chỉnh cái chiều dày theo tường thành là 100. Tôi thấy nó chạy theo đúng cái reference này. Tôi hiệu chỉnh thành là 300. Nó vẫn chạy theo reference ở đây, đúng như chúng ta mong muốn, cho nên tôi trả nó lại thành là 215. Tôi click ra bên ngoài. Tiếp tục, tôi click chọn hai cái đường cong, vết quay mở cửa, chế độ curve và medium người vẽ. Tôi click vào Edit Visibility Graphic Override. Tôi không cho nó thấy trong curve, nó chỉ thấy trong medium và fine thôi. Tôi ok thoát ra ngoài. Công đoạn 5, kiểm tra trong Family, các bạn tự thực hiện. Công đoạn 6, kiểm tra trong Project. Tôi mở cái Project kiểm tra cửa lên lại. Sau đó tôi trở qua Family, tôi load nó vào Project, tôi gắn nó vào đây. Tôi cũng dùng Detail Line, tôi vẽ cái phần tường cho chúng ta dễ hình dung. Bây giờ tôi đổi thành chế độ Curve, các bạn thấy cái cửa hai cánh chúng ta như thế này. Tôi đổi thành chế độ Medium, cái cửa chúng ta có cái khung bao nhưng chưa thấy cái tay nắm. Tôi đổi thành chế độ Fine thì cửa chúng ta mới thấy cái tay nắm như thế này. Kết quả đúng như chúng ta mong muốn. Tôi trở lại Family, tôi save nó, các bạn thực hiện nghi thức đóng file Family và tôi close file.